Chào các bạn, bài số 23 này chúng ta sẽ tìm cách để validate cái view model của web API. Về về việc mà validation thì chúng ta có rất nhiều cách. Tuy nhiên thì chúng ta có hai cách phổ biến nhất, đó là dùng data annotation. Ví dụ ở trong thằng user này chúng ta có login request, chúng ta muốn validate để chúng ta đảm bảo rằng cái tham số đầu vào của chúng ta của login request này nó bắt buộc phải có, thì ví dụ dùng data annotation chúng ta sẽ dùng required đó. Với error message sẽ là ví dụ như là use. Đây đây chính là một cách, thì cách này thì nó cũng rất là đơn giản bởi vì nó trực quan, nhưng mà có một cái nhược điểm đấy là sẽ bị gắn chặt cái validation này với cái username. Mà chúng ta ví dụ muốn theo điều kiện thì chúng ta sẽ phải xây dựng cái custom thì vẫn được, nhưng mà nó hơi bị lằng ngoằng. Thì thay vì cách đấy thì chúng ta sẽ dùng cách thứ hai, nó sẽ không phải gắn chặt điều kiện vào đây nữa, mà chỗ này nó sẽ vẫn giữ nguyên là một pure class, và chúng ta sẽ xây dựng nên một cái function riêng để validate, và nó sẽ gắn vào. Chúng ta sẽ mở Chrome Affluent Validation Smet Core. Thì ở đây nó có cái trang web chính thức là doc.fluentvalidation.net. Chúng ta có thể cài đặt cái package này vào. Đầu tiên chúng ta sẽ cài đặt vào cái Smet Core Backend API. Chúng ta không cần phải. Cách thứ nhất là chúng ta phải tìm kiếm trong thư mục cái manage loget. Thứ hai là chúng ta có thể chạy luôn cái lệnh install ở đây cũng được. Thì mình hay dùng cái NuGet này. Phiên bản của nó thì các bạn nên dùng cái phiên bản stable, không dùng phiên bản preview. Sau khi mà cài đặt xong thì bước tiếp theo là các bạn sẽ gắn nó vào cái SMVC. Ở trong cái thằng này thì chúng ta có đối với .NET Core 3.1 thì chúng ta sẽ không phải là dùng cái MVC nữa, mà nó dùng S controller đối với view, đối với API thuộc S Fluent Validation. Đó. Chúng ta sẽ using vào. Đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ register khai báo một cái class validator cho cái module đấy, và chúng ta khai báo nó ở trong config service. Thì cái view module của chúng ta thì theo các bạn thấy là nó đã nằm ở trong phần view module rồi. Bây giờ chúng ta muốn là tất cả những cái validator của chúng ta cũng đặt ở trong đấy, để sau này chúng ta tìm nó dễ hơn. Thì ví dụ ở đây mình sẽ xây dựng nên một cái, chúng ta có login request, thì bây giờ chúng ta sẽ validate cho thằng login request. Chúng ta sẽ là login request validator, và thằng này nó sẽ kế thừa từ abstract validator. Thì để dùng được thì chúng ta cũng phải cài đặt nó ở trong cái Project View Model cũng với cái package phiên bản 8.6.2, thì chúng ta sẽ kế thừa từ đấy và chúng ta validate cho login request. Đó, chúng ta đặt cái này là public. Đây là một class chứa các cái rule mà chúng ta muốn validate. Chúng ta sẽ khai báo một cái constructor True for. Đây là một phương thức của thằng abstract validator cho cái thuộc tính nào, thuộc tính username, và chúng ta not empty có nghĩa là không cho phép rỗng, và nếu mà rỗng thì sẽ có message như thế nào: username is required. Đó đó chính là cái
tương ứng với lại cái việc mà chúng ta đặt require đây. Và chúng ta đặt error message. Ngoài ra thì chúng ta cũng cho phép chúng ta có những cái variation khác, nó gọi là built-in variation. Sau khi có message xong, các bạn tiếp tục chúng ta sẽ xem cái username ở trong entity app user nó có cái mắc len là gì nhá. Chúng ta xem cái mắc len của nó. Trong lúc đợi thì chúng ta sẽ tiếp tục validate cho ông password. Password này cũng not empty. Chúng ta có not null. Not null thì chúng ta vẫn chấp nhận empty, nhưng nét not empty thì không chấp nhận cả cả null cả empty. Password is required. Đó. Và đương nhiên đối với thằng Identity Server thì chúng ta có cả option. Option để dành cho thằng Identity Server. Nó có Identity Server option thì chúng ta có thể cài đặt thêm ở chỗ này. Ví dụ như là thêm password bắt buộc là mấy ký tự này, có yêu cầu kiểu số, kiểu chữ hay không. Đó. Ở đây thì chúng ta sau khi khai báo ra một đống các cái đây, rule length là bao nhiêu? Ở trong này nó có các cái rule thì chúng ta có thể tra ở trong này. Built-in validator. Chúng ta có một đống max length, min length này. Đó. Ví dụ như max length validator, max length là 250 hoặc là nhỏ hơn, đúng không? Ví dụ chúng ta không muốn cho thằng đấy là tiếp tục thêm cái điều kiện thứ hai. Min length ví dụ như là 6 chẳng hạn, đúng không? With nếu message min length 6 là password is at least 6 character. Đó. Đấy là 6. Ngoài ra thì chúng ta còn có rất nhiều các thứ khác nữa. Max length, total length, tất cả mọi thứ. Ok, đấy là tiếp theo thì chúng ta sẽ phải register cái thằng variator này ở trong cái startup configure service. Nó cũng register như là thằng các cái thằng khác thôi. Login request là model cần validation này. Còn login request validator là có hậu tố validator là cái class. Rồi, sau khi register xong thì chúng ta sẽ khai báo cái validation, cái bảo cái assembly chứa các cái validator ở trong phần S luôn. Thì câu lệnh này có nghĩa là đăng ký tất cả những cái thằng nào mà có tất đăng ký tất cả những validator mà cùng cái assembly, tức là cùng cái DOL đối với thằng login validator thì chính là cùng DOL với thằng này. Login validator nằm đây thì nó sẽ register toàn bộ những cái thằng nào validator ở trong cái project này. Đó, thì đến ý nghĩa của câu lệnh. Sau khi xong, bắt đầu chúng ta sẽ đi đến cái đoạn mà controller, đúng không? Chúng ta sẽ có cái validate ở trong cái backend API user. Chúng ta đã có cái phần authenticate rồi. Nếu mà không validate thành công thì chúng ta sẽ trả về. Ok, thì chúng ta sẽ test thử. Để xem là cái message đấy nó ra có đúng không. Rồi. Các bạn nhìn thấy là username và password nó đã require. Còn cái remember me này thì được validate bởi thằng Swagger. Đối với kiểu
Boolean nếu mà không để nullable thì mặc định nó bắt buộc luôn luôn phải có, nếu mặc định không truyền vào thì nó sẽ là false. Đó, các bạn nhìn thấy nó đã ăn theo cái message error rồi. Tiếp theo thì chúng ta có thể tạo ra thực hành tiếp để tạo ra một cái validator số 2. À, ví dụ như là register validator đúng không? Request validator cũng kế thừa từ app check validator validate cho register request này. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ xem trong này nó có thuộc tính gì. First name, last name đúng không? Xem trong cái database xem là first name, last name nó là gì. Hai thằng này đều là 200 đúng không? Thì chúng ta sẽ không cho phép nó vượt quá 200. Rule for for cái thằng nào? Chúng ta phải viết ở trong cái constructor. Rule for này. First name not empty này. Thì message của nó là gì? First name is required. Đó. Chúng ta tiếp theo chúng ta thêm một điều kiện nữa cho nó. Ví dụ như là max length là 200 đúng không? Thì nếu mà vi phạm cái này thì message sẽ là first name cannot over 200 character. Đó. Đó là hai cái message, hai cái điều kiện. Ngoài ra chúng ta cũng cho last name đúng không? Cũng mang lên 200. Đó. Ngoài ra thì chúng ta còn thuộc tính gì nữa? DOB đúng không? DOB thì thực ra nó không phải là nullable cho nên là nó luôn luôn sẽ có. Nhưng mà chúng ta sẽ validate một chút để cho nó có tí validate validate time. Rule for cho cái thằng DOB thằng này ấy, là bắt buộc phải nếu mà lớn hơn cái greater than, tức là không cho cái trường hợp bằng mà lớn hơn cái thằng date time chấm now chấm add chia, tức là không được lớn hơn 100 tuổi, trừ 100 thằng lấy một cái năm mà bằng 100 năm trước so với ngày hôm nay, còn lớn hơn thì chúng ta sẽ with message birthday can not greater than 100 year. Đó. Đó chính là greater than. Ngoài ra thì chúng ta có email. Email thì hay hơn đúng không? Email thì chúng ta có Nova chấm mắc, không không cần tính, chúng ta bắt buộc nó phải có rồi. Rule for email chúng ta cũng not empty, email is required. Thằng not empty này thì sorry không có cái gì đây cả. With message và tiếp tục một điều kiện nữa là match với cái thằng một cái thằng pattern. Thì ở đây chúng ta sẽ phải email design, pattern C#, regex. Chúng ta có cái regex như này,
thì sẽ với file mesh thì nếu mesh sẽ bằng là email format not match đó. Tiếp theo thì chúng ta có phone number username password. Phone number thì chắc là cũng một là chúng ta có thể để not null. Rồi. Username password và confirm đúng không? Username password thì các bạn có thể copy ở bên cái ông này. Bây giờ đến confirm password. À, cái password này chúng ta viết bị sai. Ở bên login. Mình sẽ replace tất cả những cái thằng nào dùng cái thuộc tính này. Rồi. Username password xong xong đến chắc chắn là sẽ đến confirm đúng không? Confirm thì yêu cầu là cái confirm password nhập vào phải giống hệt cái password thì mới đúng, còn nếu không sai. Thì cái này chúng ta chỉ cần validate cái đấy thôi. Thì cái này thì chúng ta có thể dùng cái custom. À, các bạn nhìn thấy trong cái này nó có một cái custom validator thì chúng ta cú pháp như nào? Must nhiều cái nhiều nhiều thuộc tính lắm, nhưng mà chúng ta có cái custom nó đơn giản hơn. Chúng ta truyền vào cái gì đấy. Custom ví dụ truyền vào luôn cả x, x chính là đại diện cho cái register request. Đấy. Nếu cái request truyền vào cái con đây là context của cái validator. Nếu request.password mà không bằng cái request.confirm password thì context add cái field là confirm password is not match. Thì chúng ta sẽ ra cái message luôn. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ thử chạy. Nó sẽ ăn luôn bởi vì nó sẽ tự register cái đấy. Chúng ta sẽ phải register cái thằng register request và ăn vào cái thằng register request validator. Ở đây chúng ta có hai cách, một là chúng ta register lẻ ở chỗ này, còn hai là chúng ta register luôn cả đám ở đây, cho nên chúng ta không cần phải dùng cái này nữa. Đó, các bạn hãy nhìn xem mình xóa cái kia rồi đúng không? Đấy, nó vẫn ra đến thằng register. Đây nó ra một đống. Và bây giờ chúng ta sẽ khử từng cái một đi đúng không? Hôm nay là ngày 26 tháng 3, 2 03 26 1 9 20 vẫn vì không bằng nó vẫn vẫn được. Bạn nhìn này. Birthday cannot không được đúng không? 1921 thì nó sẽ vượt qua và nó chỉ cần password thôi. 1 2 3 4 bị ít nhất phải 6 ký tự, 5 6. Đó bây giờ chỉ cần confirm not match. Ví dụ cái này là 1 2 3 không match đúng không? Not match. Bây giờ chúng ta để match thì chúng ta sẽ expect là nó sẽ vào được trong cái user controller register. Đó, các bạn nhìn thấy nó đã vượt qua được. Tại sao mà khi mà không pass được thì nó sẽ không thể về được cái trang web? Thì ở đây chúng ta nhìn thấy chúng ta có ASP.NET Core Request Life Cycle. Các bạn học cái khóa cơ bản thì các bạn sẽ nắm được cái này. Trong cái Life Cycle này của chúng ta thì
trước khi mà đến được cái execution execution ấy, thì nó đi qua cái việc khởi tạo. Ở đây cái này không rõ lắm đúng không? Để xem cái life cycle. Đây. Thì cái phần trước khi vào cái thực hiện cái action execution thì chúng ta có một cái bước gọi là model binding, thì cái việc validator nó sẽ nằm ở đây. Thì cho nên trước khi vào đây các bạn sẽ không không vượt qua được model validator thì sẽ không vào phần execution. Đó thì các bạn sẽ nắm được là cái việc nó chạy khi nào. Cho nên nếu không qua được thì nó sẽ không chạy được. Đó chính là cái nội dung của bài học hôm nay. Chúng ta sử dụng cái fluent validation dành cho model. Nên mình sẽ tạo một cái feature fluent validation. Đó, chúng ta copy using fluent validation. Thì bài sau thì chúng ta sẽ tổ chức là tạo các cái validator khác, nhưng mà bài tập cho các bạn là các bạn sẽ phải tạo cái validator cho các cái module còn lại. Đó. Và sau này các bạn cũng sẽ làm như thế. Có vấn đề gì thì các bạn có thể thắc mắc comment bên dưới video hoặc là comment ở trên lớp học của tedu.com.vn. Còn cái việc các bạn thực hành thì các bạn sẽ nên tự giác, vì cái mình không giám sát được các bạn cái đấy. Các bạn có thể bấm like và subscribe video để theo dõi các video tiếp theo.